đây là quả 10 kg. Đây. Chúng ta thấy có thể dập nổi hai cái chữ 10 kg bên trên quả cân. Ở giữa cái tay cầm này chúng ta thấy có chữ đo lường Việt Nam, ở đây là tay cầm. Quả cân làm bằng vật liệu gan, ở bên ngoài có sơn đen. Ở bên tay phải chúng ta có một cái chỗ, ở đây là cái chỗ niêm phong chì. Cái nơi này là cái nơi gia tăng và đóng cái dấu kiểm định và hiệu chuẩn ở khu vực này. Đây là hình dáng chi tiết của quả 10 kg. Đây. Và thiết kế có tay cầm dạng vuông, vật liệu bằng gan. Quả cân có cấp chính xác là 0,1 gram. Ở đây bỏ trên một cái cân phân tích hai số lẻ 10 kg thì chúng ta thấy 10 kg tròn, và ở sau nó có thêm hai số 0 nữa, tức là nó size nhỏ hơn 0,1 gram. Cái cân này đang là 0,05. Rồi, đây là chính xác tuyệt đối.